Trên tuyến biên giới, người dân thị trấn Lao Bảo không khó bắt gặp ông Trần Đình Phương rong ruổi qua các nẻo đường. Ông tích cực đến từng nhà, vận động bà con cùng tham gia các phong trào do địa phương phát động. Mỗi phong trào, ông đều tiên phong, gương mẫu, cùng góp phần chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người dân, ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Ông luôn tạo điều kiện cho bà con có công ăn việc làm, giúp đỡ cho các hộ nghèo, kiện nghèo. Ngoài ra là ông còn về bên chỗ an ninh trật tự thì ông cũng luôn là ví dụ gây rối trật tự thì điền cả là ông cũng đến để mà xử lý. Thì bà con cũng rất tín nhiệm ông, và ngoài ra là bên chỗ cái làm ăn buôn bán thì ông cũng là một cái gia đình là kinh doanh giỏi, cho nên là cũng giúp đỡ cho bà con nhiều. Không chỉ tích cực tham gia vào các hoạt động của địa phương, ông Trần Đình Phương còn làm kinh tế giỏi, xác định bản thân phải là người gương mẫu để bà con làm theo. Ông mở rộng cửa hàng kinh doanh phụ tùng ô tô, bên cạnh mang lại thu nhập cao cho gia đình, cửa hàng của ông còn giải quyết việc làm cho 3 lao động tại địa phương. Trong thiên tai dịch bệnh hay những khó khăn thường ngày của người dân, luôn có sự chung tay giúp đỡ của ông Phương. Chính từ những việc làm thiết thực đó, người dân địa phương càng tin yêu, quý trọng. Nhưng cùng tâm huyết thì bà con đã bầu thì cũng cố gắng làm cho bà con để giữ gìn an ninh trật tự, rồi các cái đi vận động tất cả các nhà hảo tâm để mà giúp cho bà con những hoàn cảnh khó khăn khi bão lụt, để mà tạo điều kiện bà con những khó khăn để trong cái cuộc sống. Rồi thường thường xuyên là chúng tôi họp để ban ngân để mà vận động bà con để các cái lễ hội để mà làm cái quà tặng cho các cái hộ nghèo, kén nghèo. Qua gần 15 năm công tác với những đóng góp của mình, ông liên tục được các cấp các ngành biểu dương khen thưởng, được tặng nhiều bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, Giám đốc Công an tỉnh, cùng nhiều giấy khen của các ban ngành, các cấp.